xin thưa bà con, hôm nay chạy trùng quế Hai Ngôn Vĩnh Long đã đi giao 300 kg sinh khối cho một anh ba ở xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang ha. Bà con thấy đây là trường tiểu học U Minh Thượng của xã Minh Thuận. Thì cái sinh khối thì ở trên xe đây. Bà con thấy cái xe này là đồng hành với tôi thường hoài, bà con thấy ha. Điều tính ghi hình hỏi anh ba về cái mục đích ảnh nuôi cái con trùng quế để cho con về ăn, thì ảnh nói là ảnh cho lươn, cho cá và cho gà ăn, thì ảnh lấy cái phân để ảnh trồng rừng. Nhưng điều ảnh hơi ngại là ảnh mới làm cho nên ảnh không có cho ghi hình, là ảnh không có chịu ghi hình và tôi phỏng vấn ảnh. Thì bà con thấy là thấy rõ ha, là trường tiểu học Minh Thuận 1, điểm 2500 kinh chính của huyện U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang. Thì bà con thấy đây là những cái gì chạy trùng quế của tôi đi giao cái gì, đi làm gì thì đều ghi lại một đoạn video để làm kỷ niệm. Thì bà con thấy là cây cầu này, đúng ra cầu này chạy qua được nhưng đều do bà con góp sức vô để bắt cây cầu. Thì cho nên bà con không có cho cái chiếc xe tải chở sinh khối chạy qua cầu, cho nên là xe chúng tôi phải đậu lại. Nhờ anh ba anh vận chuyển bằng xe Honda để về chạy của anh. Bà con thấy là cái tác dụng của cái trùng quế mà thấy nó rất là dồi dào. Khi mà cái tác dụng của trùng quế nuôi thì bà con nuôi được con lươn, con cá, bà con lấy cái phân bò thôi, phân bò, phân trâu, rơm mục, lục bình, kia bèo tây, bà con phối trộn lại bà con vẫn nuôi được các bà con. Thì những cái kinh nghiệm và những cái việc làm của tôi thì tôi đều chia sẻ hết, cho nên là dần dần những cái kinh nghiệm của tôi và những cái uy tín thì bà con đã rất đồng tình với tôi, cho nên là tôi có thỉnh thoảng tôi đi giao cái sinh khối và cái trùng cái sinh khối và cái phân trùng quế cho bà con ở xa gần. Thì bà con nên nhớ rằng là bà con nào có nuôi bò, nuôi trâu thì nên nuôi con trùng quế. Thì bà con cứ mạnh dạn gọi vô cái số điện thoại của tôi là 0986203159, tôi sẽ chia sẻ cho bà con ha. Tuy bà con không có mua cái sinh khối của tôi vẫn chia sẻ, bà con đừng có ngại ha. Thì nếu bà con xin xem lại cái nữa là trường tiểu học Minh Thuận 1, điểm 2500 kinh chính ha, bà con thấy đây. Cho nên thôi tôi có một cái video ngắn chia sẻ cùng với bà con. Chúc bà con nông dân đam mê về cái lĩnh vực nuôi trồng hữu cơ, tôi chúc được một buổi sáng được nhiều sức khỏe và thành đạt. Tôi xin chào.